Trời ơi, đây là bác sĩ Thai, một trong những người đã chăm sóc bảo vệ trà trộn lăn lộn. Bác sĩ Thai là một trong những bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ hàng đầu của thế giới, Lan cực kỳ tin tưởng. Được biết giám đốc y khoa đó là tiến sĩ bác sĩ Thai và nổi tiếng trên toàn cầu về y khoa thẩm mỹ luôn. Đó cũng là một cái gọi là đảm bảo chất lượng, đúng không? Đó là bảo chất lượng để cho tất cả các hàng người ta đến người ta làm và yên tâm người ta quay trở lại nhà. Dr. Tao, he's a great guy. Mà khá là an toàn. Tiến sĩ Thai được giới chuyên môn công nhận là bậc thầy trong làng y khoa thẩm mỹ. Tiến sĩ đã và đang tham gia giảng dạy tại các trường y khoa, cũng như là diễn giả của nhiều hội nghị chuyên sâu tại Hoa Kỳ, Do Thái, Trung Quốc. Trong số hàng vạn khách hàng của mình, có nhiều gương mặt là các hoa hậu, ngôi sao và chính khách nổi tiếng. Ngay tại BB Thanh Mai, tiến sĩ Thai đã giành được sự khen ngợi của 100% khách hàng, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.